Hôm nay là một ngày bình thường, tôi lại tiếp tục chơi FIFA nhưng chỉ sử dụng kỹ năng Kelly để chơi chế độ độc lan chiến. Đầu tiên tôi sẽ luyện tay bằng cách chơi một chế độ đảo mặt trời. Tôi bắt đầu lượm súng và bắn cho mình những con boss. Vì chơi PC nên tôi chỉ toàn bắn boss từ con này đến con khác với những pha hitshot đầy mãn nhãn. Dường như tôi đã được phong cho một cái chức danh, đó chính là vua bắn boss. Trong cái lúc ra cái hầm này để nhảy hip hop mà tụi nó cũng xuất hiện để cho tụi bắn nữa. Đúng thật là ông trời phù hộ cho tôi liền mà. Lên nhạc anh em. Yo. Yeah. Thì thật ra là trận đấu này nó cũng hơi quê. Sau đó tôi lại bắn boss tiếp tục. Lần này bắn hơi ngu, nhưng sau đó lại tiếp tục gỡ lại bằng một pha headshot. Lại headshot. Tôi đã gần tới 10 kill rồi. Một cái pha quần này không được headshot. Lại headshot. Và win. Bắt đầu tôi đã đủ tự tin với bản thân của mình. Tôi ngay lập tức vào chế độ độc lan chiến. Hiện tại nó không còn có rank nữa, nhưng mà bắn gì cũng vui mà. Tôi định chơi cho mình đó là team 2. Cái trận đấu đầu tiên của tôi thì tôi ghép ngay với Ali. Và bắt đầu tôi công lên. Đối thủ chọn cho mình là một khẩu súng trường và một khẩu MP. Tôi bắn được một pha headshot, xong rồi Sunny đã chạy vô trong cái hộp rồi. Tôi dí theo thì nó đặt kèo. Tôi phải đi bằng đường khác lên rồi. Tôi quyết định nhảy từ đây, nhưng mà cô gái kia thì chạy ra, tôi bắn lại không headshot. Sau đó tôi bắn cái thanh niên bên trong, thấy quái nào bắn toàn vô người, hai viên cái cũng chết. Rồi tôi bắn cái bà này thì được một viên máu đỏ, mà máu đỏ đó thì đồng đội của tôi đã ăn luôn. Lần sau tôi phóng lên nhanh hơn. Lần này tôi lên với tốc độ bàn thờ, và lần này chỉ còn mỗi cái bà kia mà tôi chơi ngáo ngáo sao mà đặt kia không được vậy. Lần này tôi lại bắn thêm pha ngáo cần nữa, xong rồi tôi lại bắn một viên tôi ăn. Đúng thật là hai pha bắn ngu như gì thì không biết đâu đó. Và sau đó lần này đồng đội của tôi lại chọn cho mình một khẩu one shot và một khẩu súng nhắm. Lần này tôi cầm súng nhắm bắn được thanh niên kia 150 máu. Sau đó tôi cầm súng nhắm lên với rất là tự tin ngắm ngay đầu của anh cha. À, ngắm đầu chị ta. Sau đó tôi đang tìm anh kia thì anh kia là bắn tôi từ sau lưng tôi. Lần này tôi sợ quá, tôi đặt keo ra bắn súng nhắm không trúng và tôi lại chạy tiếp tục vào trong keo. Sau đó thanh niên hùa của tôi thì ném cái cục kia lên, trông như tôi cũng vừa kịp bắn luôn khẩu adup. Ván tiếp theo là ván thứ ba, lại tiếp tục là hai khẩu súng mình cũ, nhưng lần này thì tôi đi qua từ từ hơn và cầm cái ông mình không one shot, và one shot được một viên. Thanh niên kia thì tôi bắn nhưng mà không one shot. Lần này cô ta núp ở sau cái thùng container, tôi mở ống ngắm lên và bắn headshot. Đã là 4-0 rồi, cái ván đầu tiên của tôi cảm giác nó dễ dàng như vậy đó. Lên nhạc. Lần này cái ván cuối cùng team kia cay cú quá, chọn luôn cho mình hai khẩu UMP. Lần này tôi cảm giác game thật là dễ nên tôi ném hết bom của mình. Ném hết quả này rồi quả kia lên đây chơi bằng cách là đứng nhảy hip hop 1 2 3 4 5 ABCD F. Tôi ném trúng thanh niên kia rồi. Nhưng mà cái bà này lại bị mù. Thật là ảo lòi đi mà bắn ném cái người kia, nhưng mà cái bà này bị mù không thấy tôi đằng này mà chỉ lo bắn người kia. Và cuối cùng là tôi đã ăn bà này. Còn cái thanh niên kia tôi cũng hầu như là bị mù như một con boss vậy, toàn ngắm ở phía bên kia và tôi qua đây móc và ăn rồi. Đây là cái ván đầu tiên. Rondo liền. Ván đấu tiếp theo tôi là người chọn súng, sau đó tôi chọn lục bạt. Với khẩu lục bạt trên tay thì tôi tự tin rằng tôi sẽ ăn headshot. Công thánh qua đội hình của kẻ địch. Kẻ địch ném cho mình quả bom choán và quả bom gì đâu không biết được. Nhưng mà sau đó thanh niên kia thì đặt keo xa và ai cá lên. Hùa tôi đã one shot rồi, thật là ghê gớm quá mà. Lần này tôi công lên để cố gắng giành được cái mạng này. Thế quái nào bắn toàn vô không khí không à. Lần này tôi bắn một pha headshot nhưng mà không được rồi. Lần này tôi bắn một pha 30 máu. Tôi di chuyển từ từ để canh máu và bắn headshot. Tôi đã lấy được một quả headshot. Lần tiếp theo thì tôi lao lên, xém được bị dính cái lựu choán rồi, lựu băng rồi. Nhưng mà không sao hết, sau lần này tôi bắn cái con này. Và tôi đi tới mình gặp hai thanh niên và thằng kêu liền chạy về, tôi chỉ còn một chí xíu máu thôi. Tôi chạy về để kiếm cho mình một khu vực bơm máu. Ấy dạ, cái gì vậy anh trai, cho lại ném mày em vậy hả? Đồng đội của tôi như cục xịt vậy. Tôi chưa thấy một cái thành đồng đội nào mà nó như thế này cả. Đồng đội có xí máu rồi, ném cục kia vào cho đồng đội chết. Thật là áo mà Canada, California. Đúng là California mà. Lần này tôi ném cái này nhưng mà cái con kia nó đã công qua rồi. Lần này tôi chạy lại này nhưng mà vẫn bị nó bắn nên em ơi sợ quá. Lần này tôi chạy qua đây nhưng mà thanh niên này lại không thấy tôi bắn thanh niên này. Không hit shot nhưng mà lần này là hit shot. Và còn cái bà kia tôi cũng sẽ bắn luôn cái bà này. Lần này có vẻ như không hit shot rồi. Không biết cái mạng cuối này sẽ là của ai đây. À, cái bà kia ném cái cục này cho hùa tôi rồi. Ấy da, headshot đến từ vị trí của tôi nữa. Thêm một lần nữa, giao du game lại lấy được hai pha headshot. Lần này công lên nhưng mà dính ngay lựu, cầm hai shotgun, hai thanh niên kia cây cú, cầm shotgun luôn, bắn trúng được hai viên. Đặt keo ngay lập tức.
Da đấy thì bị dính cái quả lựu này và không thể di chuyển lên. Hùa tôi đã ăn luôn cái màn mà tôi vừa bắn hết máu. Thế là hùa tôi và cái bà kia đang ngồi tầm phào với nhau. Trong lúc hai người tầm phào với nhau, tôi lỡ ngay lập tức móc lại sau lưng và bắn chết bà kia bằng phát 4 phát và 2 phát hít xong. Lần này thấy tôi công lên như một thằng ngáo đá, không thấy ai hết. Hùa tôi đang solo Toco với bà kia và đã giết được một người, và chỉ còn một người duy nhất nữa. Người này đang núp ở đâu? Tôi bắt đầu truy lùng tung tích. Tôi đi qua người ta nhưng mà kiểu cảm giác dòng người vội vàng bước qua. Lần này thì tôi đã nhìn thấy thanh niên rồi, nhưng mà bắn được một viên đầu xong rồi lại toàn bắn đi đâu không, giống như kiểu là không khí trên không. Lần này tôi bắn thanh niên này, tôi cứ nghĩ là thanh niên này bắn ngu, nhưng mà không, tôi công lên như thằng ngáo và bị nó bắn chết, và tôi ngu hơn thằng ngáo. Không dừng lại đó, hùa tôi nhờ tức có mặt và 4-0. Trận đấu cuối cùng, hùa tôi lại chọn cho mình một khẩu AWP cùng với đó một khẩu súng đìa súng 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 súng, súng sạc. Khẩu súng sạc này thì tôi làm phát 50 kill rồi, kỹ năng của tôi cứ gọi là thượng thừa. Hãy xem đây. Ui trời, hít chọt. Đau chưa? Và tôi lại lấy được thêm hai mạng rồi. Đây là những cái ván đấu dễ dàng thôi. Lần này tôi với ai vậy? Lần này cũng là một ván đấu dễ dàng hay sao đó. Một thanh niên đang chuẩn bị nhảy và tôi bắn dớt chính. Cái này là một pha bắn chim. Tôi lại tiếp tục nhảy hóp để canh thanh niên kia ra kéo bay đầu và tôi trở thành rút. Nhưng mà không, thanh niên kia áp ca hay sao mà hùa tôi san bắn chết. Ngày hôm nay có vẻ như tôi khá là may mắn. Mọi người nghĩ như vậy thôi chứ. Thật ra may mắn thật. Lần này tôi công lên và team bên kia chỉ còn một người duy nhất là cái bà này. Và cái bà này thì giống như một con boss vậy, đang chặn keo và không cho ai vô trong đó. Thua tôi ngay lập tức ném cái quả lựu kia mà không thương tiếc dành tôi là đó, tôi sẽ ném cho cậu ta một quả mù, bom mù. Sau đó tôi cũng ném thêm quả bom vào đây. Rồi. Và lại tiếp tục nhảy hiếu hấp thôi. Chúng ta lại run underground mà. Wow. Lần này tôi sẽ bắn keo. Ngay lập tức đổi sang khẩu MP để kéo tầm nó và làm sao mà đỡ được. Hai ván rồi. 2-1, không chồi cũng què. Tôi hiểu cái cảm giác này. Nếu mọi người nói tôi hiểu là Buffett thì coi một chút nữa là mọi người sẽ hiểu. Lần này thanh niên kia thì bị lắc luôn rồi, chạy tại chỗ luôn rồi. San tôi giết cho nhanh. Còn cái ván đấu này thì sao nó lắc kiểu gì? Chết rồi, ván đấu này lắc rồi, tôi bỏ qua đi, đến cái ván đấu tiếp theo luôn. Cái trận vừa rồi thì nó bị lát nên tôi đã làm ra một trận mới rồi. Cái trận mới này thì hai thanh niên này tôi đã ghép chung với người khác rồi. Trời ơi, 2-1, không chồi cũng què. Mà thấy quái nào đặt keo tôi bị kẹt ở đây. Thôi tôi nhảy hip hop vậy, bơm máu xong tôi sẽ nhảy hip hop với một pha cà giật như thế này. Tôi có thể ăn được không? Hùa tôi thì like cho tôi phát, sau đó đi luôn. Và thế là trở thành một trận đấu 1-2. Nhưng mà hiện tại ván đầu tiên thì chỉ có 1-1 thôi. Thế quái nè, anh em kia biết là bụi cỏ. Tôi bắn thanh niên kia toàn hụt và tay tôi đã bị mềm yếu. Đây mới là cái trận đầu tiên của ngày hôm nay, tức là cái trận đầu tiên của tôi là cái trận của mía, nhưng mà tôi để ở sau clip tại vì cái trận này tôi thua mẹ rồi. Thanh niên kia trông vậy thôi chứ giờ tôi nhát tay. Sau pha ke này thì chúng tôi có một pha solo súng và tôi thua. Ván tiếp theo tôi cay quá và chọn cho ngày mình một khẩu lục bạc. Hai thanh niên kia chắc chắn sẽ thua tôi thôi, tôi nghĩ như vậy, nhưng mà không. Tất cả đều có duyên số. Một khi đã thua rồi thì nó sẽ thua thôi. Lần này tôi đứng ở nhà và chờ đợi. Mất công hai thanh niên lại kê canh cùng lúc nữa. Rồi tôi bắn chết một người, sau đó tôi công lên để giết thằng kia. Thật ra là một em ngân. Tôi cũng bắn chết luôn. Hai phát hít sọt liên tục. Quá đẳng cấp. Mọi người nghĩ rằng tôi có thể lật kèo hay không? Vâng không. Tất cả chỉ là sự may mắn. Ván tiếp theo thì cũng vẫn chỉ là lục bạc, nhưng lần này tôi nhát tay hơn và di chuyển chậm như bò. Dính cái quả kia rồi, bị cái bà này bắn cho tầng 2, như anh tôi phải đặt cây xuống để ngồi bơm máu. Rồi đến pha cuối cùng thì tôi lại bắn không lại cái bà này, ông này, vì ông này bắn tôi 2 viên, 1 viên lại bay giáp luôn. Quá là đau lòng đi, thanh niên bắn thêm một quả thì chết luôn. Cái ván tiếp theo thì tôi lại bị bắn chết luôn và cuối cùng là thua luôn.